Chiều nay, Tổng công ty BKMS IDC tổ chức hội nghị người lao động và triển khai các định hướng hoạt động năm 2021. Năm 2020, BKMS IDC đã đẩy mạnh công tác thi công một số tuyến đường trọng yếu như Mỹ Phước, Tân Vạn, Bầu Bàng, DT743, tái cơ cấu sắp xếp nhân sự một số phòng trung tâm như trung tâm chuyển đổi số, trung tâm sản xuất thông minh và phát triển công nghệ 4.0, tổ chức nhiều hoạt động tiếp thị online, họp trực tuyến với các nhà đầu tư tiềm năng, tổ chức hội thảo trực tuyến với các doanh nghiệp quan tâm, triển khai đề án vùng đổi mới sáng tạo, triển khai xây dựng hạ tầng trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương. Năm 2020, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh rất khó khăn, nhưng tổng công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, ước tổng doanh thu thực hiện hơn 3.433 tỷ đồng, đạt 103,1%. Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện gần 700 tỷ đồng, đạt 111,7%. Bên cạnh đó, BKMS IDC đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Cùng chung tay với khó khăn do dịch COVID-19, tổng công ty đã thực hiện miễn và giảm 3 tháng tiền phí dịch vụ và quản lý cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp. Năm 2021, BKMS IDC phấn đấu đạt tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, tỷ lệ 195% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 1.119 tỷ đồng, tỷ lệ 161%. Doanh thu kinh doanh khu công nghiệp đạt 2.500 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh khu dân cư, đô thị 3.500 tỷ đồng, doanh thu khác 700 tỷ đồng. Đối với các dự án trọng điểm năm 2021, BKMS IDC sẽ triển khai xây dựng chỉ số đánh giá hiệu suất KPI để áp dụng chính thức cho toàn tổng công ty, xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, triển khai xây dựng 100% số hóa toàn tổng công ty, hoàn thành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015, triển khai xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng và khu công nghiệp Cây Trường. Bên cạnh đó, BKMS IDC sẽ tiếp tục hoàn thành hạ tầng các khu dân cư, đô thị tại các dự án thuộc tổng công ty, triển khai xây dựng các công trình đột phá tại thành phố mới Bình Dương, triển khai kế hoạch kinh doanh và bán hàng thu hút nhà đầu tư lấp đầy thành phố mới Bình Dương giai đoạn 2021-2025. Trong năm nay, đơn vị sẽ thông xe toàn tuyến Tân Vạn, Mỹ Phước, Bầu Bàng, thông xe tuyến đường DT743 từ km 00 đến km 10+860, hoàn thiện thủ tục để đấu thầu dự án quốc lộ 13 và dự án cải tạo cảnh quan chống ùn tắc giao thông trước 30 tháng 4 năm 2021. Dịp này, BKMS IDC đã ký kết thỏa ước lao động tập thể và giao ước thi đua năm 2021, đồng thời phát động thi đua năm 2021. Toàn công ty quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.